Với xấp xỉ 140.000 ha, Sơn La là vùng sản xuất ngô hàng hóa lớn nhất của cả nước. Khắp các huyện trọng điểm như là Mai Sơn, Yên Châu, diện tích đã vượt quy hoạch. Khi không còn đất cho ngô, nhiều hộ dân còn mở rộng bằng cách đấu thầu đất ở các tỉnh giáp ranh. Tuy nhiên, có một thực tế là trong khi năng suất và diện tích được tăng một cách chóng mặt, thì gần như khâu kỹ thuật lại không được chú ý, thậm chí là bị bỏ qua. Đơn cử như là vấn đề trồng đúng mật độ thì đến thời điểm này, Sơn La có đến 80% diện tích ngô đã vượt quá mật độ khuyến cáo của các chuyên gia. Những ruộng ngô trồng với mật độ quá dày như thế này là khá phổ biến tại huyện Yên Châu. Theo khuyến cáo, một mét vuông chỉ nên trồng từ 5 đến 7 cây, mỗi hốc một cây, thì ở đây có thể lên đến 12 đến 20 cây một mét vuông, có hốc 3 cây. Một lý do được người dân đưa ra là do trồng ngô phụ thuộc vào thiên nhiên nên phải gieo dày để phòng cây bị chết. Tuy nhiên, từ mấy năm nay do mưa nhiều, số ngô giống gieo bao nhiêu, sống bấy nhiêu. Khi cây lên quá dày thì hệ lụy là chuyện giảm năng suất và đổ gãy. Vụ ngô năm nay đã có hàng trăm hecta ngô bị đổ khi cây đang vào bắp. Thất thu lớn vì những bắp non này chỉ còn một tác dụng là cho gia súc ăn. Thanh Long cũng đang rất là đáng lo ngại. Tại vì đối với từng giống ngô nó về cái mật độ nó có quy định là từ 25 đến 30 cm một hốc, mà mỗi hốc là 2 hạt, đến 1 hạt đến 2 hạt. Nhưng mà đối bà con nông dân chúng ta là trồng mỗi một hốc có hốc đến 4 hạt. Mà lại cự ly cái khoảng cách thì chỉ có là mật độ chỉ có 20, có những chỗ là 15. Thế nên là về cái quy trình kỹ thuật ấy thì bà con là không áp dụng. Những buổi hội thảo đầu bờ trình diễn kỹ thuật như thế này đã được tổ chức khá nhiều với sự vào cuộc của cơ quan khuyến nông và doanh nghiệp cung cấp ngô giống. Ở đây nông dân được mắt thấy tai nghe hiệu quả của việc trồng đúng khoảng cách và nguyên lý mỗi hốc một cây. Theo đó, nếu trồng đúng thì năng suất sẽ đảm bảo, còn trồng dày thì bắp sẽ bé, thậm chí không có hạt vì ngô thiếu dinh dưỡng. Thế nhưng cũng mới chỉ có 10% nông dân được tiếp cận và có ý thức tiếp cận. Cứ cha đều đều như này thôi, nhà nào mà ví dụ như cha dày hơn như này nữa là không được đâu. Đổ hết, hơi mưa là sẽ đổ hết. Cái giống ngô này mà trồng thưa mà đúng cái cách thì nó đạt năng suất coi như là gấp đôi của cái trồng mau. Hai nữa, nếu mình trồng mau có khi là coi như là cái thụ phấn nó không được đảm bảo. Hai nữa là bắp rất nhỏ. Nếu mình trồng đúng quy cách theo coi như bao bì coi như là công ty đã đề ra ấy, thì bắp ngô lúc nào cũng to hơn đấy, mà đạt năng suất cao hơn. Tại những vùng ngô bạt ngàn của Sơn La, cái người ta có thể nhìn thấy nhiều nhất là những tấm poster quảng cáo ngô giống. Đã có hơn 20 doanh nghiệp ngô giống với hàng trăm giống đổ về Sơn La kinh doanh. Có thể thấy sự hấp dẫn của những lời quảng cáo. Tuy nhiên, số doanh nghiệp hướng dẫn nông dân canh tác đúng để có thể cho hiệu quả kinh tế cao lại không nhiều. Vẫn có những thửa ngô gieo dày như lúa. Tốn giống quá nhiều sẽ làm tăng chi phí khi 1 kg ngô giống cũng trên dưới 100.000 đồng. Nhưng ngay cả khi tốn công, tốn của thì việc trồng quá dày sẽ không đem lại hiệu quả. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao một cây trồng chủ lực của Sơn La có diện tích cả 100.000 ha lại có một cung cách canh tác thiếu bền vững và thiếu tính khoa học như vậy.